hôm nay lại đón chú Vũ. Chú lại xuống trại heo Hiền Thư lấy nhung heo. Bây giờ nó cứng phải đông ra. Hôm nay đón tiếp chú với anh. Đây cần là dù cái này. Vâng. Đốt đi rồi. Xong rồi thải đây là cho okay. Đây rượu anh đưa vào trong trong nhà này cho nó sạch. Hôm qua tao xem cái đấy thì không sao, cái đấy là 35 nó gọi là cao 35 đây này, rất là tốt, phải hàng tuần mới được đấy cháu ạ. Không phải đâu, cái khăn bố mà tâm vào ạ. Đây rồi, ở nhà ông xách ba lô lại được, ông xách ba lô tiền quá là ông xách uống rượu của ông làm. Công nhận là chú tuyệt vời nhỉ, bằng 9 tuổi mà sáng dậy đập lưng này, đánh răng rửa mặt xong rồi đá bóng vào vỏ rửa tiếng, xong bắt đầu lại đạp xe vào khoảng độ 20 cây số. Ôi đạp xe 20 cây số siêu nhỉ. Bây giờ xong bắt đầu là vào chào buổi sáng, buổi trước nghỉ ngơi một tí, xong bắt đầu với lại đạp về nhà. Tuyệt vời thật đấy. Không theo được ấy, bây giờ cháu không theo được chú thật. Cháu đi bộ mà chỉ cần đi đạp xe đạp, chỉ cần 5 cây thì là bỡ hơi tai. Lúc này tầm nào thì cắt? Anh hỏi đến con hươu hay là đến cái nhung ạ? Cái nhung loại này là chuẩn nhất. Chúng ra là bây giờ thì người ta mới thu hoạch. Mình mua là bây giờ là nó không phải đúng mùa của nó đâu. Nó phải tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 đến là đẹp nhất. Ơi, thật ra cơ bản là người thu hoạch nhung và cặp nhung thôi chú ạ. Còn kể cả là chú mua đúng mùa mà cặp nhung già thì nó vẫn là già, mà cặp nhung lên xấu, lên không tốt thì nó vẫn không tốt chú ạ. Còn cặp nhung nó đã lên tốt là con hươu nó không ốm đau, không gì, ăn uống tốt. Thế thôi chứ có gì đâu chú. Cái đấy con hươu của cháu đang lên nhung bây giờ đấy, có sao đâu. Này hết mất mà rượu, bây giờ đổ cái rượu này vào thôi. Nếu mà người ta đấy thì mình lại đỗ lại ăn đá rồi gì kia. Giả vờ ăn. Giả vờ thì ăn thật. Ăn giả vờ vẫn mất tiền thì phải ăn thật. Giả vờ yêu thì được, giả vờ ăn thì không được. Nghe chung nó khó quá. Ăn là phải ăn thật chứ còn giả vờ ăn không. Giả vờ ăn xong đến mức đồ ăn người ta ngon. Ăn đấy thì thái luôn mà. Đứa hai chưa. Còn đứa thứ ba là? Đứa thứ ba là chưa có. Chuẩn bị một tuổi. Không có, không thể có. Cái việc này con nhận lạc được đây. Cháu ạ. Cháu lạc để trong nhung ấy. Ừ. Nó lạc đồ mà vào nó bỏ vào tay. Tí nữa chuyển cho bố. Đương nhiên. 7449 5 73 lấy cái giấy 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 tên cho nó nhé. Như là ông thầy làm sát thuốc nhỉ. Ừ. Gì ông chả biết. Ông có quá nhiều việc phong thủy để bất động sản này. Cả nhìn là chúng mày này tao biết là chúng mày tốt hay xấu, giỏi hay không. Ông, thế bọn cháu giỏi đến mức nào? Ông,
Thôi, tuyệt vời luôn. Chú ạ. Chú không. Chứ không phải ông, chú. Chú. Ừ? Thế chú khá cháu đi. Không. Đặt đế mày xem. Không phải đặt đế ạ. Cái gì nó phải miếng trầu là đầu câu chuyện. Chú nhìn thấy chưa? Thế là còn lẻ một chuẩn tập. Luôn. Nói là chắc là bắn đầu 50 viên này. Chắc là anh chưa bắn đâu. Vâng, cứ từ từ chú ạ, mà chú cứ cho số chuẩn là được thôi. Là kiểu gì nó cũng đi. Ông chụp ảnh mà ông có nhắn đâu. À đúng rồi, sai chụp ảnh. Đúng, đúng rồi. Quần. Đúng rồi. Ờ, sai cái toán đúng không? Bố gửi rồi, gửi bằng Zalo đấy. Cái máy kia thì mới cái chuyển tiền đi tiền lại, chứ cái máy này thì bố điên mà bố đem đi à? Điện thoại của bố là điện thoại nào nhỉ? Điện thoại bố Hiền đâu tí ơi? Cái quần này, lấy cái quần bên trái. Chuyển này. Này, cái ý là không dùng nữa thì. Túi thổ. Mãi không thấy điện thoại. Đi là lấy lại. Cho đi là còn lại. Nhưng mà công nhận là siêu non luôn. Ừ. Cái trên ý bao giờ là không, nhưng mà mình nó phải non nhiều hay non ít em ạ? Mình xem là phải phần gốc của nó. Phần gốc càng non người ta nói là càng non càng tốt đấy cháu ạ. Vâng. Như thế này là đừng rồi, nó cứ đừng nó cứng quá như để treo một kia là được. Sừng nó khác nhưng nữa. Cái kia phải cái này phải gần năm nữa mới cứng được bằng như cái kia. Khi mình so là so đều nhau chứ phải là chị so mỗi ngõ với phần gốc đâu. Nó có được chưa được một phần gốc là cứ so toàn diện cả phần non cả phần gốc kia khác. Con này tao ăn được chưa thôi. Ông có lần con chở khách mà khách đưa cả dây chuyền vàng cho con bảo đấy anh đi anh cứ thanh toán đi xong rồi về bán vàng về bán vàng đi thì là xong rồi thừa lại phải chuyển trả khách đấy còn đưa cho cả dây chuyền vàng. Ờ vừa nãy gọi nhưng mà tao lại thôi rồi, tao lại thay đổi rồi. Rồi, sợ nhiều không? Không, không nhiều đâu. Quá cho tao 1 lít, 1/3 và 1/4. À, ví dụ anh ngâm như thế này thì đâu bao nhiêu ngày thì uống được cháu? Sau 45 ngày. À, sau 4 tháng chưa ạ? Tận 4 tháng. 4 tháng hoặc 3 tháng là uống được cái gì? Vâng, nói chung là nếu mà để lâu thì ăn ra đều hơn. Còn uống sớm thì ăn ra chưa đủ. Thế thôi. Thì phải ít nhất là qua bệnh nhật. Được rồi. Tao để một ít để cho nhà tao nó ăn mà. Thì nó nhập cái non non ở lại cho cô nhá. Ừ. Cái nhà già cho vào rượu không chú? Đấy đúng rồi. Rồi, để mày lấy cái túi bằng. Túi zip. Đấy, cái là tuyệt vời. Rồi. Cứ làm thế nào nói với cháu là cứ ra đến đâu là hết đến đấy. Vâng. Lúc nào cũng phải làm cái vâng. cái chữ uy tín ở hàng đầu. Vâng. Ông vừa bảo trước thì có phải anh nọc luôn cái trên ra. Đúng rồi. Cái non trước hết cái non như thế là nó ok hơn. Cứ thế thôi là được. Cái chỗ này thì. Cái này thì... Đây, cháu cho vào chỗ này cái vào đi. Đây. Thế thì cháu nhặt. Cháu nhặt 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 cái ra rắn vào con cái non non để tên đi. Cái đồng tiền là đồng bạc. Vâng.
Đúng rồi, giờ mình chả khó thì mình mai thiềm kiếm ra rồi. Đúng rồi, hết lại có, mó lại thấy. Ngày xưa thì vua chúa nó mới được dùng. Bây giờ thì cái thằng chân đất mắt lét này nó cũng được dùng. Rồi. Cao lương mỹ vị, ngày xưa vua chúa nó mới được ăn đấy. Đúng rồi. Ông đi dày mà. Hả? Không sao. Đi dày mà. Không sao. Đi dày mà chân mắt nó không tét thì lo này. Còn cái chỗ nhà trước các cháu ở đấy thì bây giờ để cho ai hay là vẫn để lại? Không, cái đấy là của cháu thuê nên là người ta vẫn để đấy thôi. À, nhưng mà ra đây thì có phải thoải mái rộng rãi. Vâng. Cháu mua được nhiều hơn. Làm ăn là thông thoáng hơn. Vâng, bên kia cháu không mua được nhiều. Bên kia nó chặt quá. Cháu thì ở gần nên là thành thử không mua được. Anh đạt hết. Ồ, cái này là không có tiết cho bạn nhỉ? Có chứ. Còn lúc này cho chú chứ. Biết con. Cái đổ luôn vào đấy chú chứ? Không, cái đấy về không. Chú pha riêng. Cái đấy chú pha rượu nhé, chú không đổ. Cái đấy bỏ vào đây nó đen xì luôn chú. Cái đấy uống ngoài. Nó cho vào cái rượu vodka thử đã hít rồi thì nó mới màu, nó mới đẹp tươi nguyên. Còn nếu như mà chú cho vào cái rượu nấu này là nó đen thui luôn, nó mất quang khẩu nhìn nó đẹp. Vặn quá là nước đen, nước đen. Nó biến đổi. Nhưng mà đợt này là làm là đợt này làm là còn nhanh nhảo hơn cái đợt trước nhỉ? Đúng rồi. Vâng, bây giờ cháu làm cách này thì nó nhanh hơn. Chuyên nghiệp hơn, bây giờ nó cũng quen tay hơn. Ngày xưa nuôi ít heo có mười mấy con, bây giờ hơn 40 con thì công nghệ nó tiên tiến hơn. Vâng. Mấy hai nữa mấy lần làm không hay vợ nó chỉnh rồi. Chỉnh rồi. Chỉnh hết rồi. Ngày trước ông xuống có phải đồng chí kia tóc ngắn không? Vâng. Bây giờ râu tóc dài hơn đúng không? Tự tin mới dám nuôi tóc vì vợ không cấu nữa. Ngày trước sợ nó cấu là cắt tóc ngắn. Cái gì đấy diễn nhiều nó phải chuyên nghiệp. Đúng không em? Tròn đấy. Cái gì cũng bằng. Lấy cái đá và tôi huyết luôn em. Cái này nhà cháu lúc nào quay thì họ quay ra ngoài chẳng hạn. Vâng. Họ quay nhau. Ra mùa này thì khoảng tháng cuối tháng 3 thì đi là mùa cỏ nhiều nhất. Thì không phải tháng 11 này, tháng riêng tháng 2 này đấy, lấy lọc nhung này là tốt nhất. Thực ra thì là tao xem nó đủ thứ sách ở trên đời. Đón tiếp chú với lại anh từ Tân Phượng xuống. Đã xong hết.